này cà tím bao nhiêu một ký vậy chị? Dạ cà tím có 20 thôi cả nhà. Dạ. Tới 3 chục với 2 đồng. Dạ. Hello anh. Hôm nay mực bao nhiêu ký vậy cô? 280. Vâng, 280 một ký cả nhà. Còn tôm càng là bao nhiêu ký vậy cô? Dạ. Rồi, cảm ơn cô nhé, chúc cô bán đắt hàng nhé. À, trứng gà bao nhiêu chục vậy chị? Trứng gà chị bán 25. Dạ. Còn gà bao thì 27. Dạ. Dạ. 25 với 27 cả nhà rất là rẻ. Hôm trước là có 22, cái bao 25 nhưng bữa nay đã lên. Dạ. Rồi em chúc chị bán đắt hàng nha. Dạ, em chào chị. Dạ, đang ra đường đầu lớn nhất ở bên trong chợ Vương Lâm đó cả nhà. Dạ. 25 nếp bắc là 25 à, đây có đề giá hết à cả nhà. Dạ. Có nhiều loại nếp với lại xanh chóc cỏ nè, xanh hột nè. Rồi ở đây mình có bán bánh sô cô la, bánh gì không em? À, bánh sô cô la dạng ống. Ở đây là hàng của Phạm Nguyên đó. À, gà bao nhiêu một hộp vậy em? À, nhìn rất là hấp dẫn, rất ngon cả nhà. Vâng, đây là tô bún riêu của mình cả nhà, với lại một đĩa rau sống nè. À, rất là thơm ngon và hấp dẫn cả nhà. Sau một buổi ghi hình cho cả nhà mình xem cũng như là trải nghiệm không khí mua sắm ở bên trong chợ, mình ghé mình dừng chân tại một gian hàng ẩm thực và mình thưởng thức một tô bún riêu. Hello tất cả mọi người đang xem YouTube trên kênh của Tây Siêu. Hiện tại là bây giờ bữa nay là buổi sáng chủ nhật, Tây đang có mặt tại hướng quốc lộ 20. Đây là cũng gần tới chợ Phương Lâm rồi cả nhà. Hôm nay Tây tranh thủ đi tham quan chợ Phương Lâm này, cùng sẽ đưa mọi người đi mình trải nghiệm cái không khí mua sắm ở bên trong chợ Phương Lâm ngày cuối tuần nó như thế nào nhé cả nhà. Đây là có một quầy vịt quay, bánh mì heo quay Xuân Hiền cả nhà. Bánh mì rất là thơm ngon và hấp dẫn luôn cả nhà. Hiện tại là bây giờ ở đây là khu vực trước cổng chợ Phương Lâm. Đây là mình thấy có một cái sạp thịt heo. Rồi bên đây là lò vịt quay Trang nè cả nhà. Bánh mì heo quay ngon, rất là thơm ngon và hấp dẫn. Vâng, và đây là cổng chính đi vào chợ Phương Lâm nè cả nhà. Ở đây thì chúng ta sẽ đi vào khu vực các gian hàng bán rau củ quả cũng giống như là gian hàng trái cây. Hello, hello chị. Rồi hiện tại là bây giờ mình đang đi sẽ đưa cả nhà mình đi dạo một vòng xung quanh đây luôn nhé. Các gian hàng trái cây bán đầy đủ tất cả các loại trái cây. Rồi cái lối này sẽ đi vào trong khu vực dẫn đi phía tay trái đi ra chợ cá Phương Lâm cả nhà. Rồi ở trong đây có một cái trường học, đó là trường học cấp 1 Phù Động. Nay phiên chợ sáng chủ nhật thì chợ Phương Lâm rất là đông vui và nhộn nhịp tất cả các ngày trong tuần luôn nha cả nhà. Ở bên kia thì mình thấy có gian hàng sầu riêng nè, các loại trái cây cũng như giống như là các mặt hàng rau củ quả đó cả nhà. Nay sáng chủ nhật thì cũng vừa mới kết thúc một thánh lễ, là chợ Phương Lâm cũng dần rất là đông khách vào tham quan và mua sắm. Cam là cả nhà. Bây giờ mình cũng còn vài chục mét nữa mình sẽ tiến dần đi vào bên trong khu vực các gian hàng rau chính ở bên trong chợ cả nhà. Hello, hello. Xin chào các bạn nha. Dạ. Này hiện tại là bây giờ tóc cười của châu Á mình nha, anh giặt thơm lắm anh, làm chất lượng lắm anh. Hiện tại là bây giờ mình đang ở trước một các gian hàng bán nước giặt, nước lau sàn đó cả nhà.
Chúc các bạn bán được hàng nhá. Rồi tạm chia tay các bạn nào bán. Mình sẽ đưa cả nhà mình đi qua bên tham quan bên đây luôn nhá. Gian hàng trứng nè cả nhà. Đây là cửa hàng trứng Hải Quân. Bán tất cả các loại trứng, trứng gà, trứng vịt cả nhà đều có hết. Rồi tạm chia tay gian hàng trứng Hải Quân, mình sẽ đưa cả nhà mình đi qua bên đây tham quan luôn nhé. Hôm nay mình sẽ đi lướt thật nhanh cho cả nhà mình xem về không khí, cùng trải nghiệm không khí mua sắm ngày chủ nhật cuối tuần xem nó như thế nào đó cả nhà. Cả nhà đang xem video thì nhớ cho mình xin một lượt like cũng như là một lượt đăng ký để mình có động lực mình ra thật nhiều video nó hay và hấp dẫn hơn nữa. Vâng, và đây là lối đi phía bên tay trái sẽ dẫn vào khu vực nơi các sạp rau cũng như là chợ cá cả nhà. Phía bên tay trái màn hình của các bạn đó là khu vực nơi các gian hàng khô cũng giống như là các bác mà hàng quần áo, hành tỏi. Nhìn màu sắc quá cả nhà ơi. Bên đây là phía bên tay trái, lối bên này thì sẽ là các mặt hàng rau cũng giống như là thịt cá các loại. Theo cái lối này mình sẽ đi dần vào bên trong khu vực chợ cá. Mình sẽ đưa cả nhà mình qua bên khu vực nơi bán các quầy thủy hải sản bên trong chợ Phương Lâm xem nó như thế nào nhé cả nhà. Đây là các quầy thịt heo. Với lại cái lối đi tới đây thì nó cũng hơi chật đó cả nhà. Chợ hôm nay thì rơi vào dịp cuối tuần thì chợ rất là đông. Nơi đây thì mình sẽ đi vào bên trong khu vực chợ cá. Cả nhà thấy không, khu vực chợ cá thì rất là đông. Mọi người thì chen chúc nhau từ chúc một vào tham quan và mua sắm ở bên trong chợ. Vâng, đây là quầy hải sản. Hello anh. Rồi bây giờ mình đi qua bên đây luôn nha các bạn. Đây là bán các mặt hàng quần áo cũng giống như hai bên khu vực này thì tập trung các quầy hải sản, tôm, cá, mực, cái gì cũng có các bạn. Ở đây thêm một quầy nữa các bạn. Cô cho cháu ghi hình tí xíu nha cô nhé. Dạ dạ. Hôm nay mực bao nhiêu ký vậy cô? 280. Vâng, 280 một ký cả nhà. Còn tôm càng là bao nhiêu ký vậy cô? Dạ. Rồi cảm ơn cô nhé, chúc cô bán đắt hàng nhé. Rồi tạm chia tay gian hàng mực thì chúng ta sẽ đi tiếp vào bên trong khu vực chợ cá. Chợ cá thì rất là đông, thì thường thường thì mọi người đi xe vào bên trong chợ tham quan và mua sắm luôn đó cả nhà. Còn nếu mà anh chị các bạn nào ở phương xa thì mình có thể gửi xe và mình đi dạo vào tham quan và mua sắm ở bên trong chợ luôn. Đây là gian hàng cá, cũng rất là nhiều bà con cô bác mình đang lựa mua sắm. Ở đây là có rất là nhiều cá đó cả nhà. Đây là gian hàng mực nè. Đây thì dưa leo nè. 10.000 có 3 ký bí cả nhà. Nay rẻ quá. Nay chợ cuối tuần rất là giá cả rất là rẻ. Đây là cá rô nè. Ếch nè.
Rồi bây giờ mình đi qua tiếp cho cả nhà mình xem cái gian hàng cá bên đây nhá. Rồi tí xíu nữa mình sẽ trở lại bên khu vực bên phía bên tay phải. Rồi bây giờ đã kết thúc gian hàng chợ cá, chúng ta sẽ bắt đầu vào khu vực nơi bán các mặt hàng quần áo may sẵn. Thì chợ Phương Lâm thì nói chung thì họp tất cả các ngày trong tuần và cũng là một trong những chợ đầu mối lớn nhất ở trong khu vực thị trấn Tân Phú, Đồng Nai á cả nhà. Nơi gian hàng bán dạ chào cô ạ. Nơi bán tất cả các mặt hàng từ rau củ quả cho tới quần áo may sẵn. Các bạn mình có dịp mình đi trên hướng đi lên thành phố Đà Lạt, mình du lịch hãy một lần mình ghé tham quan và mua sắm tại chợ Phương Lâm nhé. Bên đây thì tất cả các mặt hàng quần áo này, tập trung ở khu vực này. Rồi tiếp theo tới khu vực gian hàng ở đây thì sẽ có một cái lối dẫn đi ra ngoài, một cái ngã đèn đỏ sẽ trở ngược vào đi ra ngoài khu vực hướng quốc lộ 20 đi Đà Lạt. Cũng giống như là đèn đỏ băng qua bên đường thì cả nhà mình sẽ đi vào khu vực vườn quốc gia Nam Cát Tiên. Thì ở đây thì cách rừng quốc gia Nam Cát Tiên khoảng chừng 19-20 cây thôi cả nhà. Ở đây là khu vực bán tôm cá đó cả nhà. Bên đây là khu vực tập trung các gian hàng rau luôn, rau củ quả. Chủ yếu là các mặt hàng rau củ quả thì sẽ nối tiếp ở trên cái khu vực lối đi ra ngoài phía đằng trước luôn đó cả nhà. Rồi đây là các mặt hàng quần áo. Bán trái cây ở bên kia mình thấy có một cửa hàng trái cây cũng rất là lớn, bán rất là nhiều loại trái cây, nho, cam, quýt rất là nhiều. Mùa này là ở khu vực huyện ở khu vực Tân Phú của mình, đó là đây là khu vực gà vịt cả nhà. Nói chung là không khí mua sắm chợ ngày cuối tuần rất là đông vui và nhộn nhịp, du khách gần xa tới tham quan và mua sắm tại chợ. Tới đây thì cũng có một sạp bán tôm cá nè cả nhà. Vâng, và đây là mình đã trở ra ngoài khu vực tuyến đường đi ra ngoài quốc lộ 20 rồi cả nhà. Ở khu vực này đằng trước thì cũng có rất là nhiều các sạp hàng bán rau củ quả, cũng cho cả nhà mình xem là các shop rau ở bên phía bên ta tay phải màn hình của cả nhà mình luôn nhé. Thì mình có dịp mình đi ra chợ mua một ít thức ăn về dùng cho gia đình. Tiện thể mình quay cho cả nhà mình xem về không khí mua sắm chợ ngày cuối tuần luôn. Đây là tới một gian hàng bán trứng nè cả nhà. Trứng gà bao nhiêu chục vậy chị? Trứng gà chị bán 25. Dạ. Còn gà to thì 27. Dạ. Dạ. 25 hay 27 cả nhà, rất là rẻ. Hôm trước là có 22, cái to 25 nhưng bữa nay đã lên. Dạ. Rồi em chúc chị bán đắt hàng nha. Dạ em chào chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi di chuyển qua một gian hàng rau củ quả. Bắp cải nè, rồi cà rốt nè cả nhà. Vâng, và đây là khu vực hồi nãy Tây có giới thiệu cho cả nhà mình, đó là nguyên một shop bán trái cây.
trái cây các loại. Rồi bây giờ mình cũng di chuyển nhanh luôn nha cả nhà. Mình sẽ đưa cả nhà mình qua bên tham quan các shop rau, cũng giống như là đây có các mặt hàng quần áo. Đây là nguyên một cửa hàng quần áo rất là lớn ở bên trong chợ nè cả nhà. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình đi luôn. Đây là khu vực bán hành, tỏi, cũng như rau củ quả. Đây là shop bán đồ khô nè cả nhà. Vâng, và đây là khu vực bán các loại cây áo nè, bí nè, nhìn rất là màu sắc nè cả nhà. Nói chung đi ngang các nhà hàng trái cây thì rất chi là ấn tượng. Đây là shop bán đồ kẹp tóc nè, bóp đầm nè, các kiểu nè cả nhà. Các mặt hàng quần áo. Chợ Phương Lâm thì tất cả các ngày trong tuần thì hầu như thì đều rất là đông vui và nhộn nhịp, du khách thập phương, bà con cô bác ở các xã lân cận giống như là Phú Thanh, Phú Xuân và Núi Tượng thì đều tới đây tham quan và mua sắm. Đây là có một shop bán cửa hàng giày dép rất là lớn ở bên trong chợ nè. Tất cả các loại giày dép mình thấy đều có ở đây hết. Ở đây thì phía trước màn hình nhỏ của cả nhà mình thấy sẽ thấy có một quầy mỹ phẩm nè, mỹ phẩm Quỳnh nè. Ở đây thì bán tất cả các loại mỹ phẩm nè, các chị em phụ nữ nè, đều sẽ ghé vào đây mua sắm. Tầm có khoảng chừng 9 giờ trở đi thì chợ Phương Lâm cũng rất là đông cả nhà, hầu như là họp cả ngày. Vào giấc buổi chiều thì cũng đông hơn một tí xíu, nhưng mà thường thường bà con cô bác mình dành thời gian cho mình đi tham dự các thánh lễ ngày cuối tuần xong rồi mới ghé chợ. Mình cũng đã quay trở ra khu vực chợ cá đó cả nhà. Vâng, đây là khu vực cũng là các sạp hàng thủy hải sản bên trong nhà lồng chợ nè cả nhà. Cá thu rồi mực rồi cá biển, tôm này đều có đó cả nhà. Đây là có gian hàng cá. Rồi chúng ta sẽ qua bên gian hàng thịt heo. Thì mình sẽ đưa cả nhà mình quay trở lại cái lối chính lúc nãy, là mình sẽ quẹo hướng tay phải, mình đi lên một số gian hàng rau. Các gian hàng rau củ quả cũng rẻ quá cả nhà. Cả mình đi ngang đây mình sẽ quẹo đây luôn nha. Mình di chuyển chậm chậm từ chút một cho cả nhà mình xem là không khí mua sắm ở bên trong chợ nó như thế nào nhé. Ở đây là khu vực các gian hàng bán thịt heo, rồi các gian hàng hành tỏi. Mình đi qua bên đây luôn nha, em đi tí nhé. Rồi bây giờ mình đã trở lại khu vực các gian hàng rau củ quả đó cả nhà. Vâng, và đây là khu vực bán shop bán đồ khô nè. Rồi tới gian hàng bán khô mực rất là nhiều các bạn. Mình đi ngang cái khu vực này có một cái hương vị đặc trưng. Chào anh ạ. Rồi hiện tại là mình đang đi đang đứng trước một gian hàng bán các loại khô mực cả nhà. Đây mình di chuyển ngược lại mình review cho cả nhà mình xem luôn nhé. Ở khu vực này thì bán đầy đủ tất cả các mặt hàng, cũng giống như ở ngoài nhà lồng chợ cả nhà. Ở đây là khu vực bán dưa, các mặt hàng rau củ quả. Ở cái lối kia thì sẽ đi vào bên trong khu vực chợ nơi bán thịt heo, thịt bò cả nhà.
Cô cho cháu ghi hình tí nha cô nhá. Dạ. Sẽ đưa cả nhà mình đi qua bên khu vực các gian hàng rau củ quả. Đây là shop bán thịt rừng cả nhà. Đây là mặt hàng ở phía bên tay trái màn hình nhỏ của cả nhà mình, đó là nơi bán các mặt hàng rau củ quả cũng giống như là các loại trái cây cả nhà. Khu vực này thì cũng rất là đông du khách. Nói chung là cũng vừa mới xong một thánh lễ nên bà con mình đổ ra chợ rất là đông. Đây là có shop bán cam, bưởi với lại bán dưa hấu nè cả nhà. Quá trời nhiều luôn. Lối đi bên hông chợ này cũng rất là đông du khách vào tham quan và mua sắm. Đây là shop rau nè, shop rau cũng lớn ở bên trong chợ nè cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển tiếp qua bên đây luôn nha. Đây là mình cũng đang ghi hình cho cả nhà mình xem là khu vực một shop rau nữa. Bán đầy đủ tất cả các loại rau nè. Mình mua cái gì cũng có hết. Hello, chào bạn. Đây thì mình thấy bán có mướp nè, có khổ qua nè, rồi có cà nè, có su su nè cả nhà. Chào chị ạ. Dạ. Cho em ghi hình tí nha chị nha. Dạ. Dạ. Em ghi hình rồi em mua luôn nha chị nha. Bữa nay cà tím bao nhiêu một ký vậy chị? Dạ, cà tím có 20 ở cả nhà. Dạ. Dạ. Ở cà rốt này bao nhiêu vậy chị? Cà rốt đẹp từ 20 mà rẻ 6.000 15 20 cả 20 là đẹp. Cà rốt đẹp 20.000 một ký cả nhà. Rồi tiện thể là mình mua sắm một ít đồ về mình nấu một bữa trưa cho cả nhà luôn nhá. Thì chị lấy cho em hai quả cà rốt đi. Rồi hai quả cà rốt với lại một trái khổ qua. Cà tím. Rồi thêm cho em một quả cà tím luôn. Rồi tiện thể mình cũng đi chợ luôn cả nhà. Rồi thôi chị ơi. Rồi chị lấy đồng đều 20 ngàn một đi. Dạ rồi. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại bây giờ mình cũng đã đi tham quan một vòng chợ Phương Lâm và cũng ghé mua được một ít rau củ quả nữa cả nhà. Về mình nấu một bữa trưa cho gia đình nhỏ của mình. Vâng, tiếp tục mình sẽ đưa cả nhà mình đi tham quan. Ở đây thì sẽ là bên phía bên tay phải cũng như tay trái màn hình nhỏ của cả nhà mình sẽ là khu vực nơi tập trung bán các mặt hàng, các shop bán đường đậu cũng giống như là bánh kẹo ở bên trong chợ. Những cái shop rất là lớn đó cả nhà. Đó, mình sẽ đi ghi hình sơ sơ cho cả nhà mình xem luôn nha. Đây thì tập trung cũng rất là đông du khách. Mình sẽ đưa cả nhà mình đi theo cái lối này, mình đi dần dần đi ra ngoài khu vực gần khu vực bãi giữ xe cả nhà. Nơi đây thì bán có những cái shop bán đồ gia dụng. Đồ gia dụng nhà bếp rất là lớn. Ở bên đây thì mình sẽ có một thấy một cái shop vải nè, phượng nè, phụ kiện may nè, với lại rèm cửa nè cả nhà, shop bông. Đây là khu vực shop đồ khô cũng giống như là rau củ quả trái cây các loại. Phía đằng trước thì chúng ta sẽ đi ngang một khu vực bán trái cây cũng giống như là rau củ quả các loại.
Ở đây là khu vực nguyên một gian hàng trái cây nè, bán rất là nhiều các loại trái cây nè. Đặc sản là khu vực Tân Phú nha cả nhà. Ở đây thì mình sẽ đi theo cái lối này, mình vào bên khu vực trước cổng bãi giữ xe, cũng giống như ở phía đằng trước cả nhà mình thấy nè, ở đây có khu vực shop bông nè, cũng rất là nhiều du khách đang tham quan và mua sắm. Đây là có một shop đồng hồ nè. Rồi đây thì bây giờ tầm cũng khoảng chừng 9 giờ sáng rồi mà mình thấy bãi xe của chợ Phương Lâm đây nè cả nhà. Nơi cái chỗ mình để xe luôn nè, cũng rất là đông. Đây là khu vực bán ba lô túi xách nè cả nhà. Rồi. Các cửa hàng bán đồ chơi trẻ em, quá trời đồ chơi trẻ em cả nhà. Rồi đây là khu vực cửa hàng sửa điện thoại. Sửa điện thoại và thay mặt hình cảm ứng là cả nhà. Ở đây là khu vực điện máy nội thất Hồng Quân là cả nhà. Bán đầy đủ tất cả các loại mặt hàng điện máy nè. Đây là khu vực cổng chính của chợ Phương Lâm là cả nhà. Hướng thẳng hướng đi ra ngoài đường quốc lộ 20, đi lên Đà Lạt cũng như quay trở lại Sài Gòn. Đây là khu vực bán dụng cụ, đồ dùng học tập, nhà sách các cả nhà. Bán đầy đủ luôn, mình thấy có. Dạ, chào anh ạ. Đây thì thấy có bán các dụng cụ đồ chơi trẻ em. Rất là nhiều đồ chơi tích hợp. Bên kia thì sát cửa hàng điện máy thôi cả nhà. Đây là cũng là một hiệu sách lớn ở bên trong chợ Phương Lâm. Rồi bây giờ mình đi qua bên tham quan bên một cửa hàng bán bánh kẹo cả nhà. Hãy cho anh ghi hình tí nha em nha. Hai shop bán hai cửa hàng bán nằm ở sát bên nhau luôn cả nhà. Thì thôi tạm hồi bữa nay sáng chủ nhật mình ghé mình ủng hộ bạn này luôn nhé. Cho anh hỏi là cái hộp bánh này có bao nhiêu vậy? Hả? Ừ. 50 ngàn. 50 ngàn đó cả nhà, cũng rất là rẻ. Bánh đó là hương vị gì vậy em? Bánh này là bánh phô mai. Bánh phô mai cả nhà. Rồi ở đây mình có bán bánh sô cô la, bánh gì không em? Đó, bánh sô-cô-la dạng ống. Ở đây là hàng của Phạm Nguyên đó hả em? Rồi mình đưa cả nhà mình vào trong tham quan khu vực sữa tí xíu. Đây là khu vực ở trong, mình thấy shop bán rất là nhiều loại sữa đa dạng cả nhà. Shop mà cửa hàng rất là lớn, cả nhà mình mua tha hồ mua sắm. Đây là khu bán kẹo nè. Rồi đây là gian hàng bán các loại nước chấm, dầu ăn, bột giặt nè cả nhà. Ở bên đây mình thấy có trà Bắc. Cái trà Bắc và trà Thái Nguyên là mình bán ký hay sao vậy em? Bây giờ mình thấy có một bịch bánh gạo quanh quanh, cũng là mấy đứa bé nhà mình nó cũng thích sử dụng cái loại bánh này. Chắc mình mua đại một bịch đi ha. Lấy cho anh cái bịch bánh gạo quanh quanh. Cô gà bao nhiêu một hộp vậy em? Nhìn rất là hấp dẫn và thơm ngon đó cả nhà. Rất là rẻ. Bây giờ lấy cho anh bịch bánh gạo đi nhá. Hôm nay mình có dịp cuối tuần mình
đi ghi hình cho cả nhà mình xem về không khí mua sắm ở bên trong chợ. Chào bác à. Vâng, hiện tại thì bây giờ mình đang có mặt ở bên trong khu vực bên hông nhà lồng chợ Phương Lâm cả nhà. Ở đây là khu vực bán hành tỏi. Hành củ bữa nay bao nhiêu ký vậy cô? Nửa ký 30 ngàn. Dạ, nửa ký có 30 ngàn thôi cả nhà. Vậy là giá cả cũng rất là phải chăng. Dạ, chúc cô bán đắt hàng nhé. Bên đây thì mình thấy cũng có các gian hàng bán trái cây cũng giống như là... Dạ. À, điều có để bán bao nhiêu ký vậy cô? 220 thôi. À, có 220. 200. À, rất là rẻ cả nhà. Nói chung là mình thấy các mặt hàng bán rất là rẻ. Rồi, chúc cô bán đắt hàng nha. Rồi hiện tại bây giờ mình đưa cả nhà mình tiếp tục qua bên đây tham quan luôn nhé. Ở đây là cái lối cặp bên hông nhà lồng chợ Phương Lâm. Ở khu vực này thì nơi tập trung bán các mặt hàng đường đậu cũng giống như rau củ quả thì phía bên tay trái màn hình của cả nhà. Ở đây có một hiệu thuốc rất là lớn cả nhà. Đây là khu vực cái gian hàng đường đậu luôn. Em chào chị à. Dạ, em quay phim. Cho em quay phim tí nha. Đây là hai sạp hàng, gian hàng đường đậu là lớn nhất ở bên trong chợ Phương Lâm đó cả nhà. Dạ. Bữa nay nếp bữa nay bao nhiêu ký vậy chị? Dạ. À, nếp ngỗng là 20 hả chị? 25, nếp bắc là 25. À, đây có đề giá hết rồi cả nhà. Dạ. Có nhiều loại nếp với lại xanh chóc vỏ nè, xanh hột nè. Hôm nay thì chị chủ cửa hàng có biên sẵn giá hết rồi. Cả nhà mình rất là dễ tham quan và mua sắm. Ở bên trong kia nè, đen thơm là gạo nè, gạo thơm Mỹ nè, giá cả rất là bình dân đó cả nhà. Em chúc chị bán đó hàng nha. Dạ. Yeah. Bây giờ tạm biệt chị chủ cửa hàng bán đường đậu, mình sẽ đưa cả nhà mình đi qua bên đây tham quan tiếp tục luôn nhé. Đây là khu vực ở sạp hàng rau củ quả. Ở đây là khu vực đi vô trong chợ thịt heo cả nhà. Các quầy thịt heo nằm ở bên trong kia. Chúng ta sẽ tiến hành đi vào cái lối bên phía bên tay trái màn hình của cả nhà. Bây giờ mình đang có mặt tại khu vực trước bãi giữ xe cũng giống như là khu vực cổng chợ Phương Lâm các bạn. Ở đây thì tập trung các shop bán trái cây. Mình sẽ ghi hình sơ cho cả nhà mình xem luôn nhé. Đây có anh trai chủ shop trái cây rất là dễ thương đó cả nhà. Thanh long nè, mận nè, cầu. Cái gì cũng có cả nhà. Rất là nhiều loại trái cây ở bên trong chợ luôn. Đây là khu vực bán bánh chuối nè. Cũng như đặc sản ở bên trong khu vực ở chợ nè. Coi như là các gian hàng bán chiên nướng nè cả nhà. Đây là khu vực... dẫn đi vào khu vực hàng khô nãy mình có quay cho cả nhà mình xem rồi đấy. Thì hiện tại mình đang đứng trước các gian hàng bán thức ăn nhanh nè. Mình sẽ đi ghi hình cho cả nhà mình xem về không khí nó như thế nào nhé. Thì các gian hàng ẩm thực ở chợ Phương Lâm thì hầu như là bán cả ban ngày và buổi tối nữa cả nhà. Mình thấy cũng có rất là nhiều món ngon, ví dụ giống như là bún thịt nướng và bún riêu. Bún bò Huế, phở bò tái, hủ tiếu miến gà, rất là nhiều món và đã đặc sản. Cả nhà mình có dịp mình ghé tham quan ở chợ Phương Lâm, mình hãy dừng chân mình thưởng thức một tô bún riêu hay là bún bò Huế đặc sản ở bên trong chợ Phương Lâm ở cả nhà. Mình thấy rất là nhiều thực khách cũng đang ngồi ở đây. Bên đây thì có mì Quảng và bún cơm. Rồi đây thì có chè. Chè cũng là đặc sản đó cả nhà. Rất là nhiều các loại chè, bún bò, bún thịt nướng.
đây để có rất là nhiều xe ô tô đậu chở khách vào tham quan chợ. Đây là khu vực toàn cảnh trước nơi bán các mặt hàng thức ăn nhanh cả nhà. Toàn cảnh khu vực bãi giữ xe nè, rất là nhiều xe. Đây là hướng đi ra ngoài quốc lộ 20 đi lên Đà Lạt đó cả nhà. Ở đây thì khu vực ở ngoài này thì mình thấy cũng có hàng thức ăn nhanh, thì hầu như là mở cửa cả ngày cả nhà. Bánh mì, nuôi, bún hay là các loại cơm sườn cái gì cũng có hết. Cả nhà mình có dịp mình dừng chân tham quan chợ Phương Lâm, mình ghé thưởng thức một món bảo đảm là tuyệt vời luôn đó cả nhà. Nơi đây là khu vực trước cổng chợ Phương Lâm nè cả nhà. Hôm nào có dịp buổi tối mình sẽ đi ghi hình cho cả nhà mình xem về khu vực các gian hàng ẩm thực vào buổi tối nó như thế nào nhé cả nhà. Ở đây là khu vực trước cổng chợ Phương Lâm cả nhà. Thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây cả nhà. Trước khi rời video thì cả nhà mình nhớ cho Tây xin một lượt like cũng như là một lượt chia sẻ và một bình luận ở bên dưới, để mình có động lực mình ra nhiều video tiếp theo nó hay và nó hấp dẫn hơn nữa. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.